Trên thế giới này, người cô độc nhất chính là cha. Kính thưa quý vị và các bạn, con người sống không thể thiếu tình thương, song nói đến chữ tình thì không có thứ tình cảm nào có thể sánh bằng tình thương của cha mẹ. Đó là một thứ tình yêu thiêng liêng, cao cả như núi non, mênh mông như biển khơi vô bờ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Kỳ thực, tình thương cha mẹ dành cho các con còn vĩ đại ngàn lần hơn thế nữa. Núi Thái Sơn dẫu có uy nghi, hùng vĩ bao nhiêu, cũng không mãi đứng hiên ngang bất diệt, và nước trong nguồn cũng có khi phải cạn. Nhưng tình cha nghĩa mẹ thật khó nghĩ bàn, chẳng bao giờ thay đổi theo dòng chảy của thời gian. Tình thương của cha mẹ là bất tận, đã thẩm thấu thành máu xương, tâm hồn, trái tim con. Dù các con có vô tình ngoảnh mặt đi, hay hân hoan đón nhận, thì tình thương kia vẫn canh cánh bên lòng, không một phút nào nguôi. Âm thầm chở che, dìu dắt và dõi theo từng bước chân bé bỏng của con chập chững bước vào đời. Tình cha, tình mẹ sẽ mãi mãi là bản tình ca muôn đời bất hủ của các con. Khi con sợ hãi, tình thương của cha là vòng tay ấp ôm che chở. Khi con lạc lối, tình thương của cha là ánh sáng chiếu rọi bước con đi. Khi con đơn độc, tình thương của cha là người bạn đồng hành. Khi con hụt hẫng, tình thương của cha là bờ vai cho con nương tựa. Khi con chơi vơi, tình thương của cha là trụ cột tinh thần cho con bấu víu. Với con, cha luôn là như thế, là cơn mưa giữa ngày hè khô hạn, là ngọn lửa hồng giữa đêm đông lạnh giá. Bởi vậy, có đi giữa dòng đời tấp nập, thì thật không khó để tìm thấy những tình cha, họ đang viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Có người cha đơn thân, vẫn ngày ngày điều con trên lưng, lái chiếc xe đạp cà tàng đi nhặt rác mưu sinh. Hẳn đó là người cha yêu con nhất thế gian. Cho dù cuộc sống chẳng dễ dàng, nhưng người cha ấy vẫn tận tảo điều con trên lưng như hình với bóng. Ban ngày là cuộc hành trình dài trên các nẻo đường, và ban đêm lại cùng con trở về gian nhà trọ ập ẹp. Hai cha con nương tựa vào nhau, nhờ có tình yêu thương mà vượt qua giông bão cuộc đời. Lại có một người cha bị khuyết tật một phần, từng bị đột quỵ và không thể nói năng lưu loát, nhưng vẫn gắng hết sức, một mình nuôi hai con gái lớn khôn. Đó là người cha sống trong khu ổ chuột ở Philippines. Để có tiền nuôi con, hàng ngày người cha ấy phải dậy từ 5 giờ sáng, đẩy chiếc xe bán đồ ăn vặt ra ngoài chào hàng, rồi tối tối lại trở về sum vầy cùng hai cô con gái nhỏ. Chỉ đến khi bức ảnh, người cha nhịn đói, lặng nhìn hai con ăn gà rán được chia sẻ trên mạng, người ta mới xúc động lan truyền câu chuyện về tình phụ tử cao đẹp này. Rồi một người cha khác, người cha này rất nghèo, vì để có tiền chạy chữa cho con mà phải tình nguyện làm bao cát để người đời đánh đập. Lại có một người cha khác, vì để chữa bệnh cho con mà đã phải trải qua 500 ngày gian khổ mớm cơm cho con. Những câu chuyện tương tự trên khắp thế gian này, quả thật đã làm người người rơi lệ. Chúng ta đôi khi vẫn luôn mặc định rằng, sự chăm sóc, hy sinh của cha là điều hiển nhiên, và luôn cho rằng người cha nào cũng phải có trách nhiệm đối với con cái. Bởi vậy đã có không ít lần, chúng ta vô tâm với những nỗi niềm, cảm xúc, cảm nhận của người cha đáng kính của mình. Thế nhưng, đã bao giờ bạn tự vấn lại mình, có bao nhiêu lần làm cha phải phiền lòng? Đã bao giờ bạn hỏi cha có mệt sau một ngày làm việc mệt nhọc? Đã bao nhiêu lần bạn tặng những món quà cho người cha của mình, hay nấu cho người món ăn người thích? Đã bao lâu rồi bạn chưa về thăm cha? Cuộc gọi gần đây nhất của bạn với cha là bao giờ? Có hàng trăm, hàng nghìn câu trả lời khác nhau, nhưng dường như khi trả lời mỗi câu hỏi, chúng ta thấy những gì mình nghĩ và dành cho cha còn quá ít. Người ta thường hay nói rằng, tấm lòng người cha là một tuyệt tác của tạo hóa. Tôi tin điều đó là thật. Tình yêu thương và tấm lòng mà cha đã dành cho tôi thực sự thiêng liêng và cao quý. Tôi luôn biết ơn cuộc đời đã ưu ái cho tôi có được một người cha đáng kính, tuyệt vời như thế. Tôi không bao giờ quên những bài học đạo đức, bài học làm người mà cha đã dạy cho tôi. Ngày còn bé, cha dạy tôi phải biết tự đứng lên sau những lần tập đi, dạy tôi cách sống tự lập và biết giúp đỡ, nhường nhịn người khác. Đến khi lớn khôn, cha dạy tôi cách để trưởng thành, biết tự tin vào bản thân, vào cuộc sống, biết yêu thương và tôn trọng người khác. Cha chính là người thầy đầu tiên trong cuộc đời tôi. Những bài giảng của cha đều không được viết thành sách,
ít khi nói thành lời, mà hầu hết được dạy thông qua cách cha sống và đối nhân xử thế với mọi người. Cứ như thế, những bài học của cha đi vào trong đầu tôi một cách tự nhiên mà thấm thía, sâu sắc. Có một điều đặc biệt rằng, tôi vẫn luôn tự hào với bạn bè về gia đình của mình. Một gia đình thật sự giàu có, nhưng không phải giàu vì tiền bạc, mà giàu bởi tình cảm. Có được điều đáng quý này phải kể đến sự góp công rất lớn của cha. Gia đình muốn giữ được lửa hạnh phúc, cần có sự đồng cảm, quan tâm và sẻ chia. Cả ngày đi làm vất vả, nhưng cha vẫn luôn sẵn sàng đỡ đần mẹ công việc nhà. Tôi biết công việc của cha cũng nhiều khó khăn và áp lực, nhưng đến khi bước chân vào cánh cổng, mọi buồn bực ưu phiền, cha đều gác lại, để cho nụ cười hé nở trên môi. Cũng có nhiều lần, tôi bắt gặp nét âu sầu trên khuôn mặt cha, thế nhưng khi tôi hỏi, cha lại tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì. Cha tôi là vậy đấy, luôn đem niềm vui, sự ân cần, tin tưởng cho người khác, còn nỗi buồn chỉ để cho riêng mình. Và bạn có cảm nhận được không, cha dường như là người cô đơn nhất, nhưng tình cảm của cha lại sâu lắng và thâm trầm nhất. Nếu yêu cha mình, đang nhớ cha mình, hay đang mong chờ khát khao tình yêu của cha, thì có lẽ bạn cũng đồng ý rằng trên thế gian này, người lặng lẽ nhất là cha, và khó hiểu nhất cũng là cha. Cha luôn dạy bạn phải cần cù tiết kiệm, nhưng chỉ cần bạn làm nũng một chút thôi, cha lại là người hào phóng nhất chu cấp cho bạn tất cả. Mặc dù luôn trách cứ mỗi khi bạn làm điều sai trái, nhưng trong lòng cha cũng lại không nỡ nhìn bạn bị trách mắng như vậy. Cha chưa bao giờ khen bạn giỏi giang thế nào, nhưng trong sâu thẳm lại vô cùng tự hào về bạn. Trên thế giới này, người yêu thương bạn sâu sắc nhất, nhưng không bày tỏ bằng lời, chính là cha của bạn. Trên thế giới này, người phải chịu nhiều áp lực nhất, người phải đối đầu với những cạnh tranh tàn khốc nhất, người phải gánh trọng trách nặng nề nhất trên đôi vai, đó chính là cha. Trên thế giới này, người cô độc nhất cũng lại là cha. Người phải chịu nhiều phong ba bão táp, nhiều gian khổ nhất là cha, và nhận được ít lời khen ngợi, tán dương nhất cũng lại là cha. Có thể nói, cha mẹ nuôi con cả một đời không mong gì báo hiếu. Phận làm con, đừng chỉ biết sống cho nở mày nở mặt với bạn bè, mà quên cha mẹ già đau yếu cô đơn, cần sự săn sóc phụng dưỡng chân tình. Đừng để khi mất đi cha rồi mới hối hận, bởi tất cả đều đã muộn. Hãy lắng động tâm hồn để nghe bao lời thân thương dịu ngọt. Trong những ngày tháng sau này, nếu còn cơ hội ở bên cha, hãy trở thành cánh tay còn lại của cha, dìu cha đi trên những bước cuối cùng của cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ. Trên thế giới này, người cô độc nhất chính là cha. Hãy like, share và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật những clip mới nhất về trí tuệ cổ nhân, tinh hoa Phật Pháp và cảm ngộ cuộc sống từ kênh Nhân Sinh Quang. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian để lắng nghe bài chia sẻ. Xin kính chúc quý vị luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.